Làm thế nào để quên được người yêu cũ? Chị chưa có người yêu. Người yêu cũ? Chưa có. Chưa bao giờ ạ? Vâng ạ, em 27 tuổi rồi ạ. Xong rồi. Mọi người, mình là Hiên đây. Hôm nay thì mình rất là vui nhưng mà cũng rất là lo lắng khi được Skybook mời đến đây để dẫn dắt chương trình Sky hôm nay có ai. Sky hôm nay có ai là chương trình được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Với mỗi tập thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với một vị khách mời làm trong ngành sáng tạo với những công việc như là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ hay là biên kịch vân vân. Hy vọng chương trình Sky hôm nay có ai sẽ là động lực để bất cứ ai cũng có thể mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ của mình. Và không để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một đoạn clip để xem vị khách mời đầu tiên của chương trình ngày hôm nay là ai nhé. Một cô gái 9X quyết định học tiếng Hàn chỉ để đu trai, nhưng sau một năm rưỡi tự học đã trở thành dịch giả của khá nhiều đầu sách nổi tiếng, và đó chính là dịch giả Bụi. Xin chào chị Bụi, rất vui khi mà chị Bụi đồng ý tham dự Sky hôm nay có ai cùng Skybook và Hiên. Không biết là bây giờ cảm xúc của chị Bụi đang như nào ạ? Cảm xúc đầu tiên của chị đương nhiên là rất vui vì chị chính là khách mời đầu tiên của chương trình Sky hôm nay có ai. Và rất mong hôm nay chị có thể chia sẻ được nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái câu chuyện thú vị về ngành nghề của mình cho tất cả mọi người. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ có một khoảng thời gian rất là thú vị trong ngày hôm nay ạ. Thật ra thì chúng ta vừa được xem một đoạn clip ngắn nói về chị Bụi rồi. Tuy nhiên em nghĩ còn rất là nhiều bạn chưa hiểu hết về chị Bụi. Vậy thì chúng ta có thể đến với phần hỏi nhanh đáp gọn của chương trình ngày hôm nay để chúng ta có thể hiểu thêm về chị Bụi được không ạ? Tất nhiên rồi. Vâng, vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến một vài câu hỏi khởi động trước chương trình chị nhé. Chị Bụi có thể chia sẻ về tên thật của mình được không ạ? Tên thật của mình là Lan Anh. Thế thì chị có ngại nếu nói ra số tuổi của mình không? Sao lại ngại? Sao lại ngại nhờ? Chị năm nay 27 tuổi và chị sinh năm 1994. Vậy là chị cũng còn rất là trẻ đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Ba từ ngắn gọn để miêu tả chính xác về chị. Thích đọc truyện này. Dễ dãi. Dễ dãi. Ý là dễ dãi với tất cả mọi người ấy. Rất có nghĩa là mình rất là không hay để ý đến những cái ý kiến của mọi người xung quanh cho lắm. Đó, mình rất tận hưởng cuộc sống của chính mình. Ok. Idol hiện tại là ai ạ? Tiết Chiến. Vâng, đây là một cái tên rất là quen thuộc mà em nghĩ là rất là nhiều bạn đang xem cũng cùng hâm mộ Tiêu Chiến với chị. Làm fan girl từ năm bao nhiêu tuổi? Thật ra là mình từ khi rất là nhỏ thì mình đã có một cái niềm yêu thích về âm nhạc, đặc biệt là nhạc nước ngoài. Nếu bố mẹ mình hay bật nhạc của S-Line hay Britney Spears thì mình cũng rất là thích từ còn nhỏ. Nhưng nếu mà để chính chi ly ra thì nhiều fan girl là bắt đầu từ khi nào thì có lẽ từ khi tầm 2-3 tuổi gì đấy. 2-3 tuổi ạ? 2-3 tuổi hay 2-3 tuổi? 2 2 tuổi. Thế thì idol vào thời điểm đấy của chị Lai ạ? Westline, Britney Spears. Có rất nhiều cái tên mà mình không nhớ nữa. Ok. Năm cấp 2 thì bắt đầu chuyển sang thích nhạc Hàn. Đó. Thì cũng đấy là con đường dẫn mình đến với cả ngôn ngữ Hàn khi mà mình quyết định tự học. Ok ạ. Món ăn chị thích nhất là gì? Thưa, không biết có phải là vì cái ngôn ngữ nó ám không nhưng mà mình rất thích đồ Hàn. Kimbap. Yeah, kim chi. Bài hát chị thích nghe nhất? Thưa, rất là nhiều. Thì bây giờ để kể một bài cụ thể thì đúng là mình không thể mà nhớ ra hay ra được. Nhưng mà tất nhiên là mình rất thích nghe nhạc Hàn, đặc biệt là nhạc ballad. Ok. Em cũng rất là thích nghe nhạc ballad của Hàn Quốc. Công việc hiện tại là gì? Hiện tại thì mình đang làm truyền thông ở một đơn vị xuất bản. Ngoài ra thì mình có một nghề tay trái nữa là dịch giả tiếng Hàn cho một số các dòng sách như là truyện tranh và truyện ballad, tiểu thuyết. Tuy là nói là nghề tay trái nhưng mà em thấy là công việc dịch giả của chị Bụi thì khá là thành công. Chị là dịch giả của rất là nhiều đầu sách nổi tiếng. Và vừa rồi thì cũng là những cái câu hỏi ngắn gọn để chúng ta có thể hiểu thêm về chị Bụi rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào công việc dịch giả của chị để chị có thể chia sẻ với tất cả mọi người những cái điều thú vị trong công việc được không ạ? Vâng, được biết là chị Bụi là dịch giả của rất là nhiều những cái đầu sách nổi tiếng. Và em cũng được nghe là chị Bụi học tiếng Hàn để đu trai.
Và chỉ trong vòng 1 năm rưỡi thì chị đã trở thành dịch giả của rất là nhiều những cái đầu sách nổi tiếng rồi. Vậy thì không biết là cơ duyên nào để chị đến với cái công việc dịch giả này ạ? Thực ra lúc đầu mình học tiếng Hàn thì như em nói ấy, chị chả để ý gì đến chuyện chị làm dịch giả đâu. Chị chỉ nghĩ là idol của chị là người Hàn Quốc thì chị kiểu muốn học để biết anh ấy nói gì, để không phải đợi viết sóc, không phải đợi in sóc. Chị chỉ, cái động cơ của chị rất là đơn giản như thế. Nhưng sau đấy thì chị lại vì để luyện tiếng Hàn mà chị lại mở một cái fanpage nhỏ nhỏ để dịch chuyện. Là đơn giản là động cơ lại một lần nữa rất là đơn giản, chỉ là dịch xong là để cho mọi người share, cho mọi người vui. Sau đấy thì là mình tiện thể thì mình học tiếng Hàn luôn. Sau đấy thì không hiểu phải là năng lượng vũ trụ giúp đỡ không mà cái bếp đấy thì lại khá là nổi tiếng, khá là có tiếng trong cộng đồng các bạn thích đọc truyện. Từ đấy thì các nhà xuất bản thì cũng đánh tiếng để bắt đầu mời mình về làm dịch giả. Vậy thì được rất là nhiều những nhà xuất bản gửi lời mời như vậy thì làm biên dịch có giàu không hả chị? Không, em nghèo lắm. Thực ra là nếu mà để đánh giá là giàu hay nghèo dưới sắc so với các ngành nghề khác thì chắc chắn là nghèo rồi. Thì dịch xong là thôi đưa cho nhà xuất bản, sau đấy thì thôi hết rồi, không còn một cái gì lợi nhuận, không còn một cái gì khác nữa cả. Nhưng chương trình của chúng ta là đang tạo động lực cho những người khác mà. Vậy thì nếu như mà khi mà cái công việc của mình nó không đem lại được nhiều cái về mặt tài chính như vậy thì động lực nào để chị duy trì và yêu mến nó? Thực ra nếu mà nói về tài chính thì chắc chắn là vẫn có. Nó cũng sẽ là một cái khoản thu nhập bên cạnh cái việc mà mình đi làm chính. Và nếu mà mình có năng lực, mình dịch được nhanh mà mình dịch được nhiều thì nó cái khoản thu nhập đấy cũng không phải là thấp. Chị nói là nghèo chứ chị nói nửa đùa nửa thật thôi. Thực ra là dịch sách thì có thể là không bằng dịch các loại tài liệu khác, nhưng mà cũng không đến nỗi là tệ. Và nếu mà các em thực sự cố gắng và thực sự thích thì đây là một cái nghề rất là thú vị. Và lại còn được gần gũi với cái idol của mình đúng không chị? Đúng rồi. Có thêm nhiều người bạn Hàn Quốc hay là những cái ngôn ngữ mà mình học. Đúng rồi. Vâng. Vậy thì chị có thể cho em biết là làm thế nào mà để các nhà xuất bản thì yêu ái mình hay không? Bởi vì khi mà làm có rất là nhiều bạn dịch hay, dịch giỏi, tuy nhiên là không phải ai cũng sẽ được các cái nhà xuất bản người ta yêu ái gửi lời mời. Mình cũng không rõ là lý do vì sao mà thực ra mình khá là có duyên với các nhà xuất bản. Thì ngay từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà mình còn chưa ai biết là mình làm trong ngành xuất bản, cũng chưa ai biết mình là bụi, thì đã cũng có khá lời mời. Thì mình nghĩ là đầu tiên là vì cái gu chọn chuyện để dịch của mình thì khá là dễ để xuất bản. Có nghĩa là cái cuốn sách nó rất là nhẹ nhàng và nó dễ xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Vì vậy thay vì để thuê một cái dịch giả ở ngoài mà hơi lạ một chút, không phải là các bạn không giỏi, các bạn chắc là cũng sẽ giỏi thôi, nhưng thì các bạn sẽ tự chọn mình một cái tên mà đã quen thuộc hơn với độc giả Việt Nam. Có nghĩa là khi mà mình có chuyên môn giỏi thì mình cũng nên làm hình ảnh cá nhân một chút để được các nhà xuất bản để ý tới đúng không ạ? Vâng, đây em nghĩ là một cái bí kíp mà có lẽ là rất là nhiều bạn đang cần đấy ạ. Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian mà mình làm dịch giả được không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì có lẽ là vào Tết năm ngoái, khi mà mình đang phải chạy deadline vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Và tất cả các năm trước, 26 năm cuộc đời, mình đều ngồi xem táo quân của bố mẹ vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng riêng Tết năm ngoái mình phải ngồi chạy deadline xuyên đêm tận 3 giờ sáng đón tiếng pháo hoa. Vậy là ok, vậy là có nghĩa là mình vừa đón giao thừa và mình cũng vừa làm việc luôn. Đúng rồi, lấy vía là cả năm sau đều làm việc. Vậy là năm nay là chị có một năm làm việc rất là khởi sắc phải không ạ? Đúng rồi ạ. Dù sao thì em cũng vẫn chúc mừng chị vì điều đấy. Trong thời đại công nghệ số này thì chị nghĩ là nghề dịch có ảnh hưởng, như có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Thực ra là mình cũng biết là rất nhiều bạn nghĩ rằng là chỉ cần một cái công cụ dịch tự động như là Google hay tiếng Hàn là Naver hay là tiếng Trung là Quy Ti là có thể dịch được. Nhưng thực sự là không. Không một cái gì có thể thay thế được các bạn dịch giả hiện nay cả. Thì mỗi bạn sẽ có một thế mạnh khác nhau, cách dùng hành văn khác nhau, cách thổi hồn vào tác phẩm khác nhau. Và cái đấy chính là điểm khác biệt mà không máy móc nào có thể thay đổi được. Vậy thì có nghĩa là công việc dịch giả là một cái công việc mà ngoài chuyên môn ra thì chúng ta còn cần phải là cái cảm xúc để có thể là thổi hồn vào những câu chuyện, đúng không ạ? Vậy thì theo chị nghĩ là một dịch giả giỏi thì sẽ có những cái yếu tố nào? Thực ra mình cũng không dám nhận là mình là một dịch giả giỏi. What? Mình chỉ nhận mình là một dịch giả dễ nghe, người đọc người ta thấy dễ đọc và dễ hiểu.
Còn nếu mà để đến tầm dịch giả giỏi thì thực sự là mình không xứng tầm. Nhưng mà mình nghĩ là một trong những cái quan trọng nhất của dịch giả là phải hiểu về tác phẩm, hiểu về cái mà hai nhân vật, tính cách của hai nhân vật mà mình đang thổi hồn vào nó là như thế nào, nó tạo được sự xuyên suốt từ đầu đến cuối, thì đấy sẽ là một tác phẩm được dịch rất là hay. Em nghĩ đây sẽ là một cái điều mà rất là nhiều bạn sẽ là cảm ơn chị Bụi khi mà nghe được, bởi vì đây sẽ không phải là một cái điều mà chúng ta có thể là dễ được học ở đâu đó, mà hầu như là khi mà trở thành dịch giả thì chúng ta sẽ học tiếng là chủ yếu, chứ chúng ta sẽ không biết được là một tác phẩm thì nó phải có hồn, và cái người dịch giả chính là cái người thổi hồn của câu chuyện. Vâng, cảm ơn chị Bụi rất là nhiều ạ. Thật sự thì không biết là trong quá trình làm dịch giả có bao giờ chị muốn bỏ nghề chưa? Ôi nhiều chứ. Tại vì thực sự là làm dịch giả nó rất là mệt. Kể cả như mình đã chia sẻ thì nó là một cái công việc tay trái, có nghĩa là hàng ngày mình có thể làm 8 tiếng đi về nhà, sau đấy từ 6 giờ trở về đêm là mình bắt đầu ngồi vào bàn và làm việc. Và thực sự đấy không phải là một cái lịch trình mà bất cứ bạn trẻ nào cũng có thể follow được. Tại vì người ta đi làm về người ta cũng cần nghỉ ngơi mà, không ai sẵn sàng để ngồi vào bàn để làm việc tiếp cả. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái động lực mình nghĩ là to lớn nhất của các bạn dịch giả, là các bạn đều yêu thích cuốn sách mà mình đang dịch. Chỉ cần yêu thích thì bất cứ nơi đâu cũng sẽ có thể làm việc được. Vâng. Qua cái câu hỏi này thì em cảm thấy chị Bụi là một người rất là đam mê với nghề dịch đấy ạ. Bởi vì như em, nếu mà đi làm về thì em sẽ lên giường đi ngủ chứ cũng không có động lực nào để mà ngồi làm tiếp một công việc tay trái. Thì hẳn là mình phải rất là đam mê thì mình mới có thể theo đuổi công việc này như vậy được. Chị có đưa ra cái tiêu chuẩn nào khi mà lựa chọn sách để dịch không ạ? Thực ra cái tiêu chuẩn của mình chỉ là cái tiêu chuẩn mang tính cá nhân thôi. Nó không phải là một cái quy chuẩn gì để áp dụng cho tất cả các bạn dịch cả. Thì vì mỗi bạn sẽ có một cái gu đọc truyện khác nhau, các bạn sẽ thích cuốn này hơn, thích cuốn kia hơn. Nhưng mà riêng cái sở thích của mình là mình rất thích những câu chuyện nó nhẹ nhàng và nó sâu lắng. Thực ra mình dịch chuyện nhẹ nhàng không phải là vì mình với mục đích là bây giờ mình dịch chuyện nhẹ nhàng thì chắc chắn sẽ có nhà xuất bản ở đấy đến tìm mình, phải như thế. Thực sự là mình rất thích những câu chuyện như vậy, vì thực sự là cuộc sống nó quá mệt mỏi rồi, không cần bất cứ một sự mệt mỏi nào bước ra từ trang sách nữa. Vâng, và em nghĩ là có thể là không phải là vì các nhà xuất bản định hướng như vậy đâu, mà chính khi mà chị Bụi dịch những cái câu chuyện đấy, đem những cái câu chuyện đấy đến gần với độc giả hơn, thì có thể là chúng ta cũng cảm nhận được cái hồn trong những câu chuyện của chị Bụi dịch để mà mua bản quyền những cái cuốn sách đấy để đem về Việt Nam đấy ạ. Rất là cảm ơn chị Bụi vì đã dịch những cái câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng cho các bạn đọc Việt Nam. Vậy thì trong suốt thời gian làm dịch giả thì cuốn sách nào chị dịch mà chị cảm thấy tâm đắc và yêu thích nhất? Thực ra là nếu mà tính những cuốn sách mà mình đã từng dịch thì rất là nhiều, tại vì không phải cuốn nào mình dịch cũng được xuất bản. Nhưng mà trong những cuốn sách mà đã được xuất bản rồi thì mình có 3 cuốn tâm đắc nhất. Đầu tiên là cuốn mình đang dịch, ra cuốn này chưa xuất bản nhưng là sẽ dự kiến xuất bản trong tháng 12 này. Đấy là cuốn Lỗi Logic. Cuốn thứ hai là cùng tác giả với cả cuốn Lỗi Logic là cuốn Tăng Thông Khí mà đã xuất bản hồi Tết năm ngoái, chính là cái cuốn mà mình chạy deadline trong Tết. Và cuối cùng là một cuốn khác mà hiện tại đang có trên bàn đây, chính là cái cuốn Bí Mật Của Sói Ca này, là một cuốn truyện tranh của Hàm rất là hay. Đây, cuốn này. Vâng. Em đọc chưa? Em sẽ đọc. Vâng, ok. Sau chương trình ngày hôm nay nhất định em sẽ đọc hết tất cả các tác phẩm của chị Bụi. Em đọc lướt. Vâng, cảm ơn chị Bụi ạ. Vậy thì không biết là trong tương lai chị có muốn theo đuổi dịch thuật văn học không? Thì ở thời điểm hiện tại thì mình cũng đang rất là thích cái ngành nghề này, vì một phần là hiện tại xu hướng sách xuất bản đang rất hợp với sở thích của mình. Vì vậy mình có nghĩ là mình sẽ đi theo con đường này thêm một thời gian nữa. Thì trước đây thì mình cũng thường chỉ dịch các tài liệu chuyên ngành thôi. Thì từ ngày, tức là dịch cái đấy thì kinh tế thì nó sẽ hơn dịch sách rất là nhiều, nhưng mà dịch sách thì nó lại vui. Và mình, căn bản là mình được thoải mái, được theo đuổi đam mê. Thì mình nghĩ là sẽ theo đuổi thêm một thời gian nữa. Ok. Rất là cảm ơn chị Bụi vì những cái sự chia sẻ rất là thiết thực này. Em nghĩ là không chỉ là độc giả yêu mến chị mà tất cả những bạn trẻ đang có yêu thích với cái nghề biên dịch cũng sẽ có thêm động lực để mạnh mẽ chạm tới ước mơ của mình hơn. Vâng, và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một thử thách của chương trình. Không, cái thử thách này nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Không tin lắm. Chị đã sẵn sàng chưa ạ? Chưa. Em làm đi, em cứ hỏi đi. Vâng, ok, chị cứ bình tĩnh nhá. Bởi vì đây cũng chỉ là một câu hỏi mà Skybook nhận được từ rất là nhiều các bạn độc giả. Và
qua chương trình này thì rất là mong muốn chị Bụi có thể là giải đáp được cho các bạn độc giả của Skybook. Câu hỏi đơn giản thôi. Làm thế nào để quên được người yêu cũ? Chị tưởng đây là độc giả hỏi chị về kiểu kiến thức dịch giả gì đấy chứ nhở? Sao lại tự nhiên lại... Nhưng mà đây là phần thử thách. Phần thử thách của chương trình thì sẽ hỏi những cái câu hỏi mà độc giả thường hay hỏi, và đôi lúc nó sẽ không phải là chuyên ngành của khách mời. Chị phải nói thật là chị chưa có người yêu. Người yêu cũ? Chưa có. Chưa bao giờ ạ? Vâng ạ, em 27 tuổi rồi ạ. Em có bạn thôi. Không, nhưng mọi người cũng sẽ biết được thôi, bởi vì là ngay ban đầu chúng ta đã có tìm hiểu về nhau rồi. Thế là chị cũng không biết làm thế nào để quên được người yêu cũ cả. Nhưng mình dịch chuyện nhiều, mình có rất là nhiều kinh nghiệm qua những cái câu chuyện văn học rồi, thì em nghĩ là mình sẽ có một cái sự tư duy nhất định. Làm sao mình có thể áp dụng cái thế giới trong sách ra ngoài được? Chịu. Thế nếu cái này, câu này là chị hoàn toàn không có một tí kinh nghiệm nào hết. Là cho chị xin kiếu. Nhưng mà nếu như mà bây giờ thôi đi, nếu mà mình không có kinh nghiệm đi, thì mình sẽ dùng cái suy nghĩ của một người không có kinh nghiệm để trả lời với mọi người, để mọi người tham khảo. Thực ra nếu mà thế thì không có kinh nghiệm mà lại cứ nói thì chắc chắn là nó đạo lý rồi, nó xuông thôi, nhưng mà mọi người tin thì tin, không tin thôi. Thì mình nghĩ là nếu mà để quên đi một cái người gì đấy quan trọng cuộc đời mình thì hãy tìm di rời cái mối quan tâm đấy sang một cái vấn đề khác. Ví dụ là chuyển hướng đấy sang bản thân mình, sang một người đàn ông khác cũng được, hoặc là sang bản thân mình, sang các sở thích khác, tự nhiên nó sẽ quên đi thôi. Lâu ngày nó sẽ quên đi thôi, thời gian mà chữa lành tất cả. Vâng, nghe em với kinh nghiệm là một người cũng có người yêu rồi thì em nghe cũng hơi sáo rỗng đấy ạ. Nhưng mà thôi, rất là cảm ơn cái sự cố gắng của chị vì đã đưa thêm một cái góc nhìn mới cho độc giả của Skybook. Vâng, qua thời lượng vừa rồi thì Hiên nghĩ là chúng ta đã có một khoảng thời gian cũng rất là bổ ích để tìm hiểu được về nghề dịch giả và chị Bụi rồi. Hy vọng những tác phẩm trong tương lai của chị đều thành công rực rỡ và sẽ có một chàng trai nào đấy đến để khỏa lấp trái tim cô đơn của chị. Rất mong Sky hôm nay có ai sẽ đem lại nhiều cho các bạn những cái động lực để có thể mạnh mẽ để chạm tới ước mơ của mình. Và đừng quên theo dõi Sky hôm nay có ai được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần ở các số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.